Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, bonsai Đức Huy đang có mặt ở triển lãm Linh Bình và hôm nay là ngày khai mạc quý vị ạ. Thì thời tiết sáng sớm thì có cái cơn mưa to, nhưng hiện nay thì về cơ bản thời tiết rất ủng hộ triển lãm Linh Bình và hiện nay thì đang tạnh ráo quý vị nhé. Thì bây giờ là 8 rưỡi sáng, các đại biểu đã về đây tham quan rất đông rồi và chỉ cần ít phút nữa là diễn ra cái buổi khai mạc triển lãm quý vị nhé. Quý vị này, chào các em, chào các em nhé. Đây, quý vị nhìn ngắm quang cảnh của triển lãm Linh Bình quý vị nhé. Những gương mặt rạng ngời của các đại biểu về đây tham dự triển lãm. Ngoài ra còn những cái lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho triển lãm. Anh Sơn, em chào anh. Rồi, chào em nhé, chào Dương. Bắt tay anh cái nào. Bắt tay nhá. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Đang rất là hot này. Cảm ơn em nhá. Hot nhất là cây. Vâng. Bây giờ là phóng viên Đức Huy hot nhất là cây rồi. Cảm ơn các anh. Em thì cũng góp một cái công nhỏ thôi. Sáng nay lại trời lạnh đấy. Đây mọi người đang hiện trong cái ban tổ chức này. Đây. Chào em Hằng. Chú Thành ơi, cháu chào chú. Đấy, hôm nay đây là chú Thành đây. Thành trông như trẻ lại mấy chục tuổi ấy. Chú nhỉ? Anh Giang, em chào anh Giang. Đấy, các chú các anh trong ban tổ chức. Thắng ơi, chào anh nhá. Quý vị hãy đi nhìn ngắm một lượt triển lãm Linh Bình quý vị nhé. Anh em chào anh. Anh Tuấn Phương, em chào anh nhé. Chào các anh em. Đây quý vị đây. Mưa xong tạnh nhìn những tác phẩm đẹp quá quý vị ạ. Hàng hơn nghìn tác phẩm quý vị ạ. Thì Sa Đức Huy quay nước cái không khí cho quý vị chiêm ngưỡng quý vị nhé. Chủ yếu quay không khí cho quý vị thôi quý vị ạ. Quay chi tiết và bình cây thì xin phép quý vị ở cái thước phim sau quý vị nhé. Chậu đá đẹp như này. Vâng, anh đúng rồi. Anh nhấn mạnh cái chậu đá này, cái chậu đá này chơi thiên liên hàng ngàn năm không hỏng không ảnh hưởng. Chậu đá à? À thế à. Rồi. Anh đưa cái điểm nhấn về cái chậu đá này cho em, cái chậu đá này là tuyệt vời. Đúng rồi. Đấy, chứ còn chậu xi măng ấy, cái chậu ấy là nó không thể cổ xưa mà nó đúng không rồi. Thể thiên liên là những cái chậu đá như này. Chậu đá của Linh Bình đúng không? Rất nhiều cái đặc sản của Linh Bình. Đây, những cái cây ôm đá này là chỉ có Linh Bình có thôi. Và ngoài ra là cây xanh Phúc Am. Đông lắm rồi quý vị ạ. Quý khách về đây tham quan đông lắm rồi. Chào các anh nhá. Chào các anh nhá. Vâng, anh đến lâu chưa? Ban tổ chức. Chào các anh. Em chào anh Cảnh nhá. Đúng như lời hẹn anh phải không? Hôm nay có hai em xinh tươi rực rỡ quá đứng bên cạnh cây. Dạ chưa. Anh chào em.
Ôi, hôm nay anh ơi, hôm nay cây đẹp lên nhiều quá. Có người vào nó lên. Em tên gì em? Em tên là gì? Lan ạ. À Lan hả? Rồi. Em gái Linh Bình. Đây còn mấy em nữa quý vị nhá. Anh Cảnh anh ấy cho hai cô đứng hai bên cây của anh ấy. Anh chào em. Ừ, em tên gì em? Em tên là My ạ. Em My hả? Đây em My. Em My đang đứng cạnh cây ngai vàng của anh Cảnh quý vị nhá. Đây không khí. Hai người có thể hoán đổi thoải mái. Rất đông quý vị ạ. Em chào các anh nhá. Rồi, chào tất cả các anh. Anh đến sớm quá. Ồ, chào các anh. Anh ơi, anh Ký, em chào các anh. Anh Thang. Một cây bò đá mà to nhất triển lãm Linh Bình quý vị này. Hôm nay rất đông mọi người đang tham quan này. Anh Thang ơi, cây này là một trong những cây mà anh Ký đá gọi là lớn nhất Việt Nam. Cây này là của em cùng con. Cổng này mình chia chia sau này chỉ cổng cho anh Ký tách ra. Đấy là anh tách trồng riêng cách cây riêng. Anh Ký cho bạn. Anh Ký có một số tác phẩm sau cổng hết rồi. Và mình và anh Ký cùng chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa. Quý vị chiêm ngưỡng cái không khí của ngày khai mạc quý vị nhé. Bác Ký ơi, em cảm nhận là cái cây này là cái cây lớn nhất ở trong các sân Việt Nam và em được tặng giá đúng không? Quý vị hãy nhìn ngắm tổng thể sân triển lãm để thấy được cái sức hút của triển lãm Linh Bình, cái sức hút của cây cảnh ngày khai mạc. Một cuộc triển lãm quy mô và hoành tráng của tỉnh Linh Bình. Quý vị chiêm ngưỡng hàng hơn nghìn tác phẩm về đây tham dự triển lãm thì quý vị mới thấy được cái triển lãm Linh Bình quy mô như nào. Đầy đủ các tác phẩm lớn bé và đặc biệt là những cái tác phẩm xanh Phúc Am và những cây xanh bám đá rất là to khủng, có thể nói là to nhất Việt Nam quý vị nhé. Quý vị hãy nhìn ngắm từng tác phẩm nha quý vị nhé. Dân chung. Mặt đứng này bảo làm cho cháu cái ghế chứ ngồi đứng nhiều cho mỏi lắm. Đây bảo ông Cảnh bảo là bảo. Quý vị nhìn những cây cây mà chắc chắn những cái tác phẩm này sẽ gây được cái sức hút lớn nhất tại triển lãm Linh Bình này. Những cây bò đá rất khủng quý vị nhé. À đúng em. Không phải vậy nó mới vui. Tết nhất đến nơi mà buồn thuốc nổ là thế này bao lâu. Cả nước phải biết đấy là ký. Một cây dưa quý quý vị này.
À, rất đông mọi người đến tham quan này quý vị nhé. Sao Huy chia sẻ cái không khí cho quý vị yêu cây cả nước được chiêm ngưỡng. Có thể một số quý vị không đến tham dự triển lãm Ninh Bình được, quý vị cũng có cái nhìn bao quát. Em chào các anh nhá. Thì quý vị ơi, sức hút của cây cảnh đẹp này quý vị này. Sức hút của cây cảnh đẹp. Anh vào bonsai Đức Huy ạ. Vâng, em chào các anh nhá. Em chào các anh nhá. Cái sức hút của cây cảnh đẹp đấy. Cái cây ở đâu cũng cây cảnh đẹp là ở đấy đông người tham quan. Đây là cái dãy cây bonsai vừa và nhỏ quý vị nhé. Đấy, những cây đặc biệt này. Cây ngũ gia bì của chú Ngọ. Ngọ Đồng Trúc. Vâng. Các anh nghe đấy giọng bonsai Đức Huy thì các anh nhận được ngay. Rất nhiều cây chất lượng quý vị ạ, tại triển lãm Ninh Bình này này. Đây là tác phẩm của anh Minh Dưỡng quý vị nhé. Là nhiều lắm quý vị này. À, xa là anh bonsai Chính Hiệu kìa. Em chào anh Chính Hiệu nhá. Chào anh nhá. Vâng, em chào. Vâng, chào anh bonsai Chính Hiệu nhá. Chúc anh nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn Đức Huy và chúc cho Đức Huy cũng có rất nhiều sức khỏe để lan tỏa những cái giá trị cây cảnh nghệ thuật tại triển lãm Ninh Bình cho anh em xa gần được thưởng lắm. Vâng ạ, vâng, anh em mình cùng một góp một cái chút nhỏ nhỉ cho quý vị không đến tham quan được, quý vị cũng thể biết được triển lãm Ninh Bình quy mô như nào. Rất nhiều những tác phẩm đẹp. Chú ơi, chào chú nhá. Chú hôm nay trông trẻ ra rất nhiều. À cô à, chào cô. Dạ, chào cô nhá. Cô bỏ khẩu trang ra cho khán giả nhìn đấy. Ở đấy. Vâng. Đây cô chú đã đến với triển lãm rồi. Vâng. Xin chào tất cả các quý khách yêu cây trên cả nước đã về triển lãm Ninh Bình. Vâng. Thức những tác phẩm từng Ninh Bình và cả nước. Vâng ạ. Vâng. Vâng ạ, xin chúc mừng triển lãm Ninh Bình. Hôm nay thời tiết ủng hộ rất là đẹp rồi. Thời tiết
tạnh giáo. Ghi cái số này vào đi. Đánh lại đi về. Vâng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi anh. Vâng. Cảm ơn tất cả mọi người đã nhận được một xe đưa Huy. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa chia sẻ một cái thước phim cái đầu giờ ngay đầu giờ sáng ngày khai mạc của triển lãm Linh Bình quý vị nhé, 2022. Bonsai Đức Huy chia sẻ cái không khí cho quý vị yêu cây cả nước nắm bắt được. Thì Bonsai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Bonsai Đức Huy xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.